Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ dẫn cho các cô chú bác anh chị em đi tham quan cảnh thực tế ở thành phố Auschwitz nha. Bữa nay thì gia đình em đi xuống dưới đây chơi. Thì đi trên con đường á, em thấy cái gì đẹp và hay em sẽ quay cho cả nhà cùng xem ha. Chủ yếu là đi trên con đường á, ngắm cảnh đẹp. Bởi vì ở nước Anh á, vào mùa hè rồi nắng ấm lắm. Nước Anh thì được có 2-3 tháng hè ha. Có nắng à, với lại cuối tuần mình tranh thủ đi chơi. Để em vào trong cái con hẻm nhỏ này, có cái quán nước ở trong đây nè, xem coi người ta sinh hoạt và ăn uống như thế nào ha. Các bạn thấy một con hẻm đi vào nó bình dân lắm, yên bình yên tĩnh ở trong đây ha, ngồi uống rất là thoải mái luôn. Các bác lớn tuổi là thích như thế này nè cả nhà, ngồi uống rồi trò chuyện. Sáng là các bác thích đi ra cái quán ven đường á, cái ngồi uống cà phê. Một cái quán các bạn thấy nó bình dân quá ha. Đây là con hẻm nhỏ nữa, một cái con đường lớn á, thì mọi người đi dạo nhộn nhịp lắm, còn những cái con hẻm nhỏ này thì ít người, rồi có những cái quán nước nhỏ nhỏ trong đây. Em đi đâu á, em thích vào những con hẻm nhỏ lắm. Ở trong đó, cái quán nước ở trong đó đó các bạn, ở trong đây á, em cũng có đi vào đi uống rồi. Lúc trước đi vào đây ở ngoài đông quá đó, cái em đi vào bên trong mà đi với gia đình đó, cái em không có quay. Có cái chỗ này á, để cho mình đổi tiền nè cả nhà, như họ đi qua nước Anh chơi á, cần đổi tiền bảng Anh á, thì vào đây để đổi để xài. Bây giờ chở ra ngoài ha. Cũng muốn quay cảnh thực tế cho các bạn xem để biết thêm nhiều cảnh ở nước Anh đó. Tại em không có thời gian nhiều á, chứ em có thời gian nhiều thì em còn đi nhiều chỗ nữa để cho các bạn biết thêm về cảnh vật ở nước Anh. Thành phố ở Linh Đình á, nó rộng lớn và nổi tiếng á, lúc nào là cũng đông đúc người. Nhưng em xuống dưới đây em thấy thành phố dưới đây nhỏ mà cũng đông đúc nè, mọi người đi cũng tấp nập luôn. Người Anh Quốc ở đây á, họ coi trọng cái sự thoải mái lắm, và văn hóa của người phương Tây á, em thấy thì nó cũng khác biệt với cái văn hóa của người châu Á nữa, nên ai mà mới qua đây á, cũng hay bất ngờ. Khi mà mới qua đó mình cũng nên tìm hiểu cuộc sống ở đây á, để mình nhanh chóng mà thích nghi với cuộc sống hiện tại ở đây. Người Tây á, họ có cái thói quen á, là họ đi bộ, họ không có thích là đi xe cả nhà. Đi bộ tới đâu 20 phút 30 phút họ cũng đi được nữa đó. Còn Việt Nam của mình thì đi một chút là phải lên xe đi ha. Còn ở đây đi đâu thật là xa thì họ đi bằng xe bus, chứ họ cũng ít có đi xe nhà nữa, bởi vì xe bus là nó tiện lợi nhất để mình đi đâu chơi xa. Còn người Tây thì họ cũng hay có cái thói quen là
xin lỗi, rồi cảm ơn. Giống như mình đang đi phía trước đi, họ đi phía sau đó, cái họ lỡ đi trước mình cái họ cũng quay qua để họ sorry mình đó các bạn. Và bất cứ điều gì họ cũng là xin lỗi với cảm ơn đó đó. Người Tây ở đây á, thì họ coi trọng cái sự mà xếp hàng lắm. Bất cứ nơi nào mà có đông người á, thì nguyên tắc ở đây á, là phải đứng xếp hàng. Ai đi trước á, thì đến trước. Khi mà các bạn đến với anh chơi đó, thì mình phải đứng xếp hàng và đừng có chen chân á. Ở chỗ đằng kia đó có anh ảnh đoàn hay quá ha cả nhà. Bữa nay cuối tuần nè, trời ấm nữa, họ đi ra ngoài chơi rất là đông luôn. Thì cũng có một số người đó, cuối tuần họ cũng muốn sinh hoạt rồi ở trong nhà chơi với gia đình đó các bạn. Họ cũng không muốn đi ra ngoài chơi đâu. Ở đây cũng có một cái quán nước ven đường nữa nè. Họ ngồi cũng đông đúc vui ha. Em mời các cô, chú, bác, anh chị em đi vào trong đây ăn chè nha. Cái quán này lúc trước á là trà sữa rất là nổi tiếng luôn á các bạn. Rồi bây giờ thì pha chế lại á, là cái nước trà sữa đó họ sẽ bỏ vào cái máy, cái nó ra cái đá bào. Thì mình mới bỏ vào cái giăng trâu á, thì uống. Lúc trước thì cái hạt giăng trâu gì đó cả nhà với lại trà sữa đó thì nó hòa quyện với nhau á. Còn bây giờ thì họ sẽ làm khác lại chút xíu, nhưng mà rất là nổi tiếng hiện nay luôn. Thì các bạn xem hai chị này sẽ làm nha. Trong khi chờ đợi chị ấy làm ly chè đó, thì mình ngồi ở đây nhìn ra cái cửa sổ á, xem người ta đi xe buýt nè, lên xuống á, và xe buýt rồi chạy, mọi người đi qua đi lại thấy rất là vui luôn á. Thích đi vào cái quán á, ngồi á, ngay cái cửa sổ vậy nè, cái mình nhìn ra đó thấy vui lắm. Chị ấy chị đã làm xong rồi các bạn, kêu em lại để lấy về bàn. Các bạn thấy rất là hấp dẫn không ha? Cái này là giống hồi đó mình uống là trà sữa, mà bây giờ là chế biến lại cái kiểu như vậy nè cả nhà. Thì nó có mấy cái cục dây dai, rồi nó có xài, rồi cái nước sữa đó đó mình chế đi lên nữa. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em cho vui nha. Một đồ rất là to luôn á các bạn. Rồi mình ăn đồ xong xuôi á, cái chở đi ra ngoài rồi đi dạo ngắm cảnh tiếp tục nữa ha.
Em mới vừa đi ra ngoài nè cả nhà. Em thích đi bộ dữ lắm luôn á. Đi bộ bao nhiêu em cũng không biết mệt hết trơn á. Nhưng trời mùa đông á thì mình đi không có thấy mệt cho lắm. Chứ mùa hè đó, nếu mà có ngày nào mà nắng thiệt nắng á, đi bộ nhiều quá thì cũng hơi mệt. Tiếp tục là mình đi những cái con đường ngắm cảnh nữa ha. Trời ấm lắm đó cả nhà, nhưng mà cũng chưa có thật là nóng. Cỡ là tháng 7 với tháng 8 á, 2 tháng đó là nóng dữ lắm luôn. Rồi qua tới tháng 9, cái bước qua tháng 10 là bắt đầu lạnh trở lại nữa rồi đó. Ở đây được có mấy tháng là trời nóng á. Mà có khi mùa hè như vậy chứ mình cũng không được rảnh rỗi ngày nào cũng rảnh để đi chơi đâu cả nhà. Cuối tuần thì mới được rảnh thôi, nên mỗi khi mà đi đâu á được thì em cũng tranh thủ một cái thời gian chút xíu để quay cho các cô chú bác anh chị em xem, cho nên em không có ra cái video mỗi ngày được cho các cô chú bác anh chị em xem á. Em cố gắng lắm á, thì một tuần em mới ra được 1-2 cái á. Cũng vì ham vui và đam mê và quay chia sẻ cho các cô chú bác anh chị em xem và với sau này để làm kỷ niệm nữa, nên lúc nào em cũng cố gắng là đi đâu quay cho cả nhà mình cùng xem hết á. Mà đi làm đồ bận rộn thì không có thời gian mà đang không để mà đi quay được. Như đi như vậy á, thì em sẵn thì mới quay luôn. Em đi đâu một mình á thì em quay nó thoải mái, có video cho cả nhà xem được. Chứ có khi đi với con em á thì không có quay được luôn nữa. Mình đâu có đứng lại một chỗ để mà quay hoài được. Thích đi những cái con đường như vậy nè ha, người đi qua rồi đi lại rồi cái có những cái quán nước ven đường á, nhìn nó hay hay ha cả nhà. Con đường này á, quán ăn, quán nước, rồi tiệm quần áo nhỏ nhỏ đó, rất là nhiều luôn á. Thành phố dưới đây á, cũng nổi tiếng lắm. Bà con mà ở gần nước Anh á, họ đi du lịch qua đây là họ sẽ xuống đây tham quan hàng cả nhà. Bán những cái quần áo giống
có thương hiệu là trường học dưới đây á, để ai đến đây du lịch thì mua làm lưu niệm. Ai đi xuống dưới đây chơi á, một ngày nắng ấm không có mưa, đi cùng với các bạn tham quan rất là vui luôn á. Nhưng video cũng dài rồi, em hẹn lại các bạn video lần sau nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại.